Nhà đất Huy Hùng trên kênh YouTube bán nhà của Vấp Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều ngày hôm nay em sẽ đưa chúng ta đến với một căn nhà nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, ngay chợ và nhà thờ Thạch Đà thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà với diện tích ngang 4, độ dài 13m, thiết kế một trệt, 3 lầu. Nhà thiết kế rất đẹp, cạnh kèm full nội thất bên trong, có 4 phòng ngủ nha quý vị. Và hướng nhà của mình là hướng Tây Bắc, phù hợp với quý anh chị chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, nằm trong một khu phố đồng bộ rất đẹp và cao cấp này. Đường xe hơi nha quý vị, khu đồng bộ, hẻm cụt, an ninh, đường xe hơi vào tận nhà. Và đường trước nhà là con đường 4,5m, xe hơi vào tới nhà. Và khu nhà rất là đẹp, an ninh, chỉ có một mặt nhà thôi. Hướng Tây Bắc rất là phù hợp cho đại gia đình chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Và chúng ta đang tham quan bên ngoài căn nhà nằm trên đường Phạm Văn Chiêu, ngay chợ và nhà thờ Thạch Đà, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Di chuyển vào bên trong sẽ tới với hai lớp cửa chính, với lớp cửa cổng bên ngoài và một lớp cửa nhôm bên trong. Phía sau sẽ là phía trong sẽ là khoảng sân đậu xe máy, và bên trong sẽ là không gian phòng khách nha quý vị. Phòng khách thì gia chủ có tặng kèm nội thất là sofa, tủ kệ, tivi, chạy ảnh trang trí và những bức tường ốp nhựa và ốp giả đá trang trí rất đẹp và cao cấp. Căn nhà thì đang bên chủ nhà chào bán với giá là 5.930.000.000 nha quý vị. Còn bớt thêm, quý anh chị quan tâm đến căn nhà một trệt 3 lầu với diện tích ngang 4, độ dài 13 này, hãy liên hệ cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Với giá bán 5.930.000.000 là một giá bán quá mềm cho những vị khách hàng nào đang tìm nhà dưới 6 tỷ, thì đây là một sản phẩm rất là ưng ý luôn nha quý vị. Hướng Tây Bắc phù hợp cho đại gia đình chúng ta thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Không gian phòng khách thì có ốp gạch 80, có bộ sofa tặng kèm, có tủ kệ tivi, tủ kệ để đồ, và trên thì có trần thạch cao, đèn chiếu sáng và đèn led. Không gian phòng khách này chúng ta thấy rất tuyệt vời, đẹp và cao cấp. Phía sau sẽ là không gian bếp nha mọi người. Và cầu thang sẽ ở nhị giữa nhà với một cái tam cấp che cầu thang và tay vịn gỗ cam xe, lan can kính cường lực 10 ly mặt đá hoa cương. Phía dưới cầu thang sẽ là khu vực vệ sinh và khu vực rửa mặt bên ngoài. Bên trong đây sẽ là không gian bếp. Không gian bếp thì ở bên tay phải màn hình này, tay trái màn hình này có một cái tủ rượu được làm chất liệu gỗ ăn cường với đèn led. Và bên trong là khu vực bếp với bộ bàn ăn 6 ghế, hai bên tường cũng gạch cao lên 3m. Phía trên thì có quạt gió và đèn thả cũng như đèn trần rất là đẹp và tuyệt vời. Không gian bếp thì thiết kế theo kiểu bếp ngang với tủ bếp trên dưới đều làm chất liệu gỗ cam xe, và có một cái khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa trên bát và giá kệ để trên bát. Cuối nhà thì có giếng trời và khu vực vệ sinh nha quý vị. Đây là không gian Hùng quay từ phía sau ra phía ngoài, không gian phòng bếp quay ra. Quý chị đang xem video trực tiếp căn nhà thiết kế một trệt 3 lầu, có 4 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, hướng Tây Bắc. Giá bán tương đối hợp lý, 5.930.000.000, còn bớt cho quý chị thiện chí mua nhanh. Quý chị xem thêm nhiều nhà khác trên kênh YouTube Nhà Đất Huy Hùng Bán Nhà của Vấp Tân Bình, hoặc là trên hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà Đất Huy Hùng Bán Nhà của Vấp Tân Bình và quận 12. Cũng trên hệ thống website nhà đất huy hùng.com. Có rất là nhiều sản phẩm nhà đẹp đang chờ đón quý anh chị chúng ta mua nhà và tham quan. Phòng ngủ thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi. Phía sau thì có cửa sổ ra khu vực giếng trời. Tất cả phòng ngủ đều được trang bị ống máy lạnh, trang bị sẵn để chúng ta gắn máy lạnh. Phòng ngủ số 1 phía sau và hai phòng ngủ sử dụng chung một phòng vệ sinh nha quý vị. Phòng vệ sinh với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi. Phòng vệ sinh thì cửa phòng vệ sinh là cửa nhôm. Phòng ngủ phía trước thì cũng có giường ngủ 2m này, chăn ga gối nệm, tủ áo rất là rộng, đẹp và thoáng. Và ngay lầu 1 sẽ là một khoảng ban công dài tới 2m, được trồng cây xanh. Và ngoài đây thì cũng ốp gạch 60. Ở đây là khoảng ban công lầu 1 nha quý vị. Ngoài thì có lan can được làm bằng tay vịn inox và kính cường lực 10 ly. Phòng ngủ số 1 này thì có cửa ra khu ban công để lấy gió và lấy sáng. Và có tủ áo rất là rộng. Quý chị vừa xem xong phòng ngủ số 1 và số 2 lên trên lầu, mọi người sẽ đến với phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Cầu thang thì làm bậc khá là thấp, đi êm. Nhà này thì có tầm tiền hơn 5 tỷ. Thì quý chị nào ở tỉnh mua cho con em mình đi học hay là mua cho con em mình làm việc trên địa bàn quận Gò Vấp và các quận lân cận, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, thì nên
đây là không gian có phòng ngủ số 3 và số 4, hai phòng này thì chỉ có nội thất nha quý vị. Có cửa sổ ra khu vực giếng trời phía sau này. Cửa phòng ngủ thì sử dụng cửa căm xe. Tất cả phòng đều được trang bị ống máy lạnh và sơn màu tương đối sáng. Phòng ngủ số 4, phòng cuối cùng. Phòng ngủ số 4 thì có giường ngủ. Như vậy là chúng ta sẽ được tặng kèm 3 phòng ngủ full nội thất. Phía dưới thì đầy đủ nội thất bao gồm cả tủ kệ tivi và tủ sofa và bàn ăn nha. Trên đây là 3 phòng ngủ full nội thất này. Thiếu mỗi máy lạnh thôi. Phòng ngủ này thì cũng có giường ngủ 2m, chân cao có nệm, bàn trang điểm, tủ áo. Phía ngoài đây vẫn là ban công và lan can bằng kính cường lực trồng cây xanh. Quá tuyệt vời nha quý vị. Với giá bán 5 tỷ 930 triệu đồng, một giá bán tương đối hợp lý cho một căn nhà ngang 4, độ dài 13m. Vị trí nằm ngay chợ và nhà thờ Thạch Đà, phường 19, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Quý chị, những vị khách hàng đang theo dõi kênh YouTube Nhà Đất Ghi Hùng thấy căn này phù hợp với nhu cầu sử dụng, nhu cầu ở, nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của đại gia đình mình, có thể gọi cho bên em theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình để bên em tư vấn và dẫn đại gia đình mình đi mua nhà và xem nhà trên địa bàn quận Gò Vấp cũng như là quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ xem nhà bên Y Hùng, chúng ta sẽ được thương lượng trực tiếp với chủ nhà, được hỗ trợ mua nhà với giá tốt và được tư vấn cũng như là pháp lý cũng như là hỗ trợ vay ngân hàng cho quý anh chị còn thiếu tiền. Trên đây là khu vực không gian phòng giặt phía sau với khu vực giặt đồ, phơi đồ và cầu thang leo lên trên mái, cũng như là phòng phía sau rất là sạch đẹp. Bên ngoài sẽ là không gian phòng thờ tương đối rộng nha quý vị, phòng thờ rất là rộng này. Phòng thờ căn nhà rất là rộng rãi để chúng ta có thể sử dụng những cái bàn thờ lớn để ở đây, và sẽ là một cửa sổ ra khu vực ban công và sân thượng phía trước. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp cho quý anh chị nào thuộc phong thủy là Tây Tứ Trạch. Một căn nhà đẹp, giá mềm, được vừa được Huy Hùng gửi đến quý chị mua nhà và xem nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy liên hệ cho Hùng để có giá tốt và thương lượng trực tiếp với chủ nhà cũng như là hỗ trợ mua nhà qua ngân hàng và hỗ trợ pháp lý, giấy tờ căn nhà cho quý anh chị mua. Vị trí căn nhà thì rất là gần với công viên Làng Hoa, chợ và nhà Hạnh Thông Tây nha quý vị. Cũng như là cách sân bay nhất khoảng chừng 10 phút, cách trung tâm thành phố khoảng chừng 25 phút thôi. Huy Hùng rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị khách hàng đi xem nhà và mua nhà trên địa phận quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.